Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vì Sao. Michaela Meyer Mosi ở Đan Mạch đã mang thai 3 bé trai với chiếc bụng bầu dài một cách bất thường. Đặc biệt, chiếc bụng này có thể tròn dài tùy theo sự điều khiển của cô chỉ bằng một cái hất bụng như này các bạn ạ. Khi chiếc bụng ở hình dáng dài, nếu cô ấy không lấy tay đỡ bụng thì nó có thể rơi xuống đất bất kỳ lúc nào. Mang thai một bé đã rất vất vả rồi, ấy vậy mà cô ấy còn mang thai tận 3 bé lận. Quả thật là một bà mẹ dũng cảm phải không các bạn? Bạn thấy sao về chiếc bụng siêu đặc biệt này? Larry Gom, 40 tuổi, hiện đang sống chung với căn bệnh kỳ lạ mang tên hội chứng người sói. Đây là chứng bệnh cực hiếm về gen khiến cho lông tóc mọc đầy trên người mà không phân biệt được bất kỳ loại lông nào. Tính từ thời Trung Cổ đến nay, cả thế giới chỉ có khoảng 50 người bị chứng bệnh này, trong đó cả nhà Larry có tới 15 người. Lúc đầu tên thật của anh là Gabriel, nhưng sau khi được mời tham gia một bộ phim kinh dị về người sói thì anh đổi tên theo nhân vật trong phim có tên là Larry Talbot. Và anh đã trở thành người đàn ông nhiều lông nhất trên thế giới, chiếm tới 98% diện tích trên cơ thể. Mặc dù lông lá đầy người nhưng Larry Gom luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình vì nhờ nó mà anh có nhiều người hâm mộ hơn, đặc biệt là phái đẹp. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ai có lưỡi tách đôi như thế này chưa? Đây là một trào lưu bắt nguồn từ Nhật Bản rồi dần dần lan ra các nước khác trên thế giới. Để có được chiếc lưỡi tách đôi như này, họ đã phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Cụ thể là họ phải dùng dao mổ tiệt trùng xẻ lưỡi làm đôi từ đầu lưỡi kéo dài đến 2/3 lưỡi. Xong xuôi phải khâu dọc vết xẻ để tránh hai mảnh lưỡi dính lại với nhau. Một số ít trường hợp thì xẻ lưỡi bằng laser. Vết thương tách lưỡi sẽ lành lại sau 1 đến 2 tuần và bạn có thể cử động cả hai lưỡi như vậy. Tuy nhiên khi tách lưỡi thì bạn sẽ nói chuyện khó khăn hơn và dường như là phải học nói lại từ đầu. Những người tách lưỡi cho biết mục đích của việc tách lưỡi chỉ là để cho ngầu hơn mà thôi. Vậy bạn có muốn ngầu theo cách này không? Người phụ nữ này tên là Tina, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn 2 vào tháng 5 năm 2014. Các bác sĩ cho biết nếu không cắt bỏ mũi, cô ấy có thể đối mặt với cái chết rất nhanh. Và để kéo dài được sự sống cho mình, Tina đã quyết định cắt bỏ mũi của mình. Thời gian đầu cô đã bị mọi người nhìn với ánh mắt sợ hãi và cô đã phải sắm một chiếc mũi giả cho mình. Nhưng việc đeo chiếc mũi giả này làm cho cô thấy khó thở và cảm thấy khó chịu. Do đó cô quyết định bỏ nó đi và để khuôn mặt của mình như hiện tại. Giờ đây cô đã quen với khuôn mặt không có mũi của mình. Bạn thấy sao về khuôn mặt này? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn phải không các bạn? Vậy bạn cảm thấy sao khi bắt gặp một người có đôi mắt như thế này? Đây là một đặc điểm rất hiếm gặp trên thế giới. Những người sở hữu nhiều mống mắt có thể nhìn thấy nhiều gấp đôi người thường vì họ có thể đảo được nhiều hướng khác nhau. Bạn đã từng gặp ai có đôi mắt đặc biệt như này chưa? Bạn hãy nhìn xem cánh tay của anh chàng này có thể uốn cong, bẻ, xoắn, vặn vẹo, dẻo như thạch vậy. Anh ta có thể vặn chúng nhiều vòng mà chẳng hề hấn gì các bạn ạ. Không hiểu sao các khớp xương ở cánh tay của anh ấy lại có thể linh hoạt một cách phi vật lý như vậy. Có bạn nào lý giải được nguyên nhân không? Bình luận ngay bên dưới cho mọi người biết với nhé. Đây là phần cuối của video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.